Ồ, anh ơi, con Aventon này đẹp thế. Custom hay real đây? Cái này là sơn thật của người ta hay sao ấy nhỉ? Ui giời ơi, thế chả thật con gì nữa. Đây là Aventon Coroba nhập khẩu từ Mỹ này, Dream in California này, này bảo rằng tem này chết rồi. Ồ, thế con này có cái gì đặc biệt anh? Có full carbon không? Làm sao mà full carbon được? Cái này chỉ có khung nhôm thôi, nhưng mà càng thì là càng carbon nhá. Đấy. Này nó có cái chữ gì đây này? À cái này á. Cái này là để cho ông nào chưa biết lắp xe thì đây có hướng dẫn lắp chiều đúng của cái càng xe này nhá. Quan trọng ấy. Em có nhìn thấy gì không? Đây này. Có luôn cả cái phanh giờ phanh của Techtro này. Đấy, không phải hãng mờ mấy cái phanh mờ đâu. Cái đĩa này là bao nhiêu tê hả anh? Đùi này á. To phết đấy. Đùi này là 48 tê đấy của Push. Đấy, với cả có cái lip sau này 15 tê này, nhiều ông cũng thích 15 tê lắm ấy. Bên này là lip gì ạ? Đây là lip sống em. Thế đồ nhập khẩu Mỹ giá cao không anh? Em thấy đi mua hoa quả nha. Không. Mấy chục triệu. Bình thường mà em cao rồi nhưng mà giá em không cao đâu. Con này có hơn chục củ thôi. Chơi được không? Con này rất là phù hợp, em thử ngồi lên xem nào. Hợp lý đấy nhỉ. Đấy. Vừa luôn. Được đấy, em chốt đơn con này nhá.